Trải nghiệm cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây vừa thông xe kỹ thuật trong ngày đầu xuân. Cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết dài 99 km, điểm đầu tại thị trấn Dầu Giây tỉnh Đồng Nai đến điểm cuối là thành phố Phan Thiết tỉnh Bình Thuận. Dự án đi qua địa bàn tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Thuận với tổng vốn đầu tư hơn 12.577 tỷ đồng, do Ban Quản lý Dự án Thăng Long làm chủ đầu tư, khởi công vào tháng 9 năm 2020. Chỉ sau khoảng 20 ngày thông xe kỹ thuật, công trường đã có sự lột xác chuyển biến mạnh, mặt đường đã được thảm nhựa, hàng chục km giải phân cách, hàng rào đã được lắp đặt. Đây là một tuyến cao tốc được mọi người dân khu vực miền Đông Nam Bộ nói riêng và người dân cả nước nói chung mong đợi, bởi đã rút ngắn thời gian từ thành phố Hồ Chí Minh đến thành phố Phan Thiết tỉnh Bình Thuận chỉ còn hơn 2 giờ chạy xe, giảm gần một nửa thời gian so với trước khi hình thành tuyến cao tốc. Theo ghi nhận của phóng viên, tuyến chính cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, các nhà thầu đã thảm nhựa xong mặt đường trên tuyến chính, ô tô có thể chạy liền mạch xuyên suốt. Dù mới mùng 4 Tết, nhưng trên tuyến cao tốc, các nhà thầu vẫn huy động thêm nhiều phương tiện, máy móc và nhân công để thi công các hạng mục của dự án cho kịp tiến độ. Tại khu vực tuyến cao tốc đi qua địa bàn thành phố Phan Thiết, nhiều công nhân khẩn trương điều khiển máy móc vận chuyển đất đá, lu nền đường, thảm nhựa nóng trên đường. Các đoạn trên tuyến cao tốc được kết nối thông thoáng dù xe quản lý công trình, xe chở vật liệu di chuyển qua lại. Một chuyên viên quản lý thi công công trình cho biết, những ngày qua, chúng tôi làm việc miệt mài trong không khí đón mừng năm mới trên công trình. Một công trình giao thông mang tầm quan trọng nên chúng tôi không ngại khó. Tại khu vực huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai, tuyến cao tốc có chiều dài trên 10 km chạy dài qua những cánh rừng cao su bạt ngàn do liên doanh nhà thầu Vinaconis, Trung Chính đảm trách. Tuyến cao tốc này đã được thảm nhựa láng bóng, các phương tiện vận chuyển trên công trường qua lại ngược xuôi. Dự án nhờ thi công gấp rút nên toàn tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đã thông xe kỹ thuật đúng tiến độ. Hiện tại các nhà thầu sẽ tiếp tục thi công các hạng mục phụ trợ, an toàn giao thông, đường gom dân sinh để đưa dự án vào khai thác trước dịp lễ 30 tháng 4 tới.